Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, việc phát triển toàn diện trí tuệ của trẻ luôn là vấn đề mà các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu. Vậy lựa chọn sản phẩm nào hay phương pháp nào mới thực sự hiệu quả và tiết kiệm chi phí? Ngày hôm nay, Thu Trang sẽ giới thiệu đến mọi người Thạc sĩ Trung tá Trần Thị Phương Lan, là chuyên khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Quân y 354, sẽ chia sẻ với chúng ta về những kiến thức cần thiết cũng như những phương pháp phát triển trí tuệ toàn diện cho trẻ một cách hiệu quả nhất. Xin chào Thạc sĩ ạ. Thạc sĩ thân mến, hiện nay có rất nhiều phụ huynh quan tâm và thắc mắc về độ tuổi cho sự phát triển toàn diện trí tuệ của trẻ cũng như những biểu hiện của việc não chậm phát triển. Thì xin Thạc sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này không ạ? Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết là khoa học chứng minh được cái việc mối liên hệ giữa đảm bảo chất dinh dưỡng với việc phát triển trí tuệ và não bộ của trẻ là rất cần thiết. Trong những cái tháng đầu đời, ví dụ như là từ khi bào thai đến 8 tuần tuổi, thì sự phát triển vượt trội về trí tuệ và não bộ của trẻ trong giai đoạn này là rất quan trọng. Khi chào đời thì trẻ đã đạt được 25% trọng lượng não của người trưởng thành. Đến 1 tuổi thì não bộ đã đạt được đến 70-75%, 2 tuổi thì đã đạt được đến 80%, và trong 6 tuổi đầu đời thì não bộ của trẻ đã hoàn toàn gần như là não bộ của người lớn. Và vì vậy trong giai đoạn phát triển từ bào thai đến 6 tuổi, trong những năm đầu đời, thì việc mình chú ý đến cái giai đoạn phát triển vàng của trí tuệ của trẻ, đây là giai đoạn rất là quan trọng. Và khi trẻ có những cái biểu hiện về chậm phát triển về trí tuệ thì thường trẻ gặp những cái biểu hiện ví dụ như là ngôn ngữ chậm nói, hay là giao tiếp trong hàng ngày, trong những cái cuộc giao tiếp bình thường với bên ngoài hay trong gia đình thì sẽ gặp khó khăn, hoặc là những cái biểu hiện của bản thân muốn thể hiện mong muốn gì đó thì trẻ cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng đến chỉ số IQ, là cái chỉ số thông minh của trẻ, ví dụ như là trẻ không nhớ, hay là trẻ chậm tiếp thu, hoặc là cái độ tập trung của trẻ thì gần như là không cao, hoặc là khi có một những cái tình huống xử trí rất là bình thường thì trẻ lại quá kích, hoặc là quá phản ứng quá mức so với bình thường, thì đấy là những cái biểu hiện mà đầu tiên để chúng ta nhận biết được trẻ có rối loạn về trí tuệ, hoặc là chậm phát triển, hoặc là có những ảnh hưởng về trí não. Dạ vâng ạ, vậy thì tác hại của việc chậm phát triển này là như thế nào và mức độ nghiêm trọng của nó ra sao thưa thạc sĩ? Xin thạc sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này không ạ? Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, vì vậy hậu quả mà khi gặp đến những đứa trẻ bị chậm phát triển về trí tuệ thì nó sẽ có những biểu hiện khác nhau. Thế nhưng đa số thì thường có những biểu hiện chung, ví dụ là trong quá trình học tập, giao tiếp có thể bị hạn chế, hoặc là không thể hiện được mong muốn của bản thân, vì vậy nên trẻ không có những cái suy nghĩ tích cực, và đối tượng này thì cần phải có những cái đào tạo rất là đặc biệt. Trẻ cần được hỗ trợ kèm cặp từ cha mẹ là người chính trong vấn đề điều trị hay là chăm sóc trẻ hàng ngày. Ví dụ những động tác cá nhân, chăm sóc vệ sinh cá nhân như là tắm rửa, vệ sinh răng miệng, hay là các cái thói quen của sinh hoạt cá nhân. Trẻ không tự thiết lập được các mối quan hệ nên thường cảm thấy là bị cô lập hay là bị cô đơn trong môi trường rất là đông đúc các bạn bè. Thế nhưng mà mình có những biểu hiện gọi là xa lánh hay là không hòa nhập, thì đấy là những cái tác hại của việc chậm phát triển trí tuệ của trẻ. Vậy thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào để cải thiện một cách hiệu quả nhất tình trạng này không thưa thạc sĩ? Bé đã có những biểu hiện về chậm phát triển trí tuệ thì dù ở mức độ tuổi nào hay là mức độ nặng hay nhẹ thì đều phải có cái vai trò điều trị của cha mẹ là người trực tiếp trong vấn đề chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Bởi vì chính cha mẹ là những người gần gũi nhất và cần thiết đến các cái mối quan hệ xung quanh nhất. Vì vậy nên là cái việc là cha mẹ phải đáp ứng được cái mong muốn về điều trị, ví dụ như là hàng ngày lặp đi lặp lại, rồi tất cả những cái động tác mặc dù có thể coi những người bình thường coi nó là dễ dàng, nhưng mà đối với trẻ thì nó lại rất là khó khăn. Vì vậy nên cái việc là bố cha mẹ đối với trẻ phải có một sự kiên trì nhất định, chứ không coi đây là một hoạt động dễ dàng mà có thể đạt được ngay. Vì vậy chúng ta phải có mức độ kiên trì, và trong mọi hoạt động thì cha mẹ nên lặp lại nhiều lần. Ví dụ một động tác là đánh răng rửa mặt hay vệ sinh cá nhân thôi, thế nhưng mà chúng ta cũng phải lặp lại nhiều lần để làm cho trẻ nhớ và không bị quên. Và khi trẻ đã hoạt động thành thạo thì mình có những khuyến khích để trẻ có thể
tích cực hơn trong suy nghĩ về bản thân mình, về những cái hành vi mình làm được. Và cha mẹ thì có thể là dùng những cái động tác như là đọc truyện, hay là giới thiệu một cái hoàn cảnh nào đó, hay là nói một câu chuyện gì đó để cho trẻ có những cái hứng thú và trẻ có thể là áp dụng cho bản thân mình. Và trong cái giao tiếp xã hội thì nên cho trẻ đến những cái môi trường ví dụ như là gặp gỡ các bạn bè cùng lứa, hay là những cái môi trường giáo dục tập thể, thì để cho trẻ có những cái học tập về cách ứng xử hay là cách giao tiếp trong xã hội với những người khác. Và khi trẻ có những hành vi bộc phát hay là những cái hành vi mà quá kích so với cái xử trí bình thường, thì cha mẹ nên phân tích để cho trẻ biết được là những cái động tác này thì không cần thiết phải xử trí như vậy, để cho trẻ biết được là nên như thế nào trong giao tiếp ứng xử. Và với trẻ này thì lại nên có một cái gọi là thiết lập cái thời gian biểu cho trẻ rất là quy củ, làm sao mà trẻ có thể hình dung ra được giờ này, ngày này mình cần phải làm gì, và những cái động tác này ở những cái môi trường như nào, để có một cái thói quen và có đáp ứng chất dinh dưỡng hàng ngày, hay là cái việc hoạt động thể lực với trẻ là rất quan trọng đối với trẻ trong cái giai đoạn mà mình cần phải điều trị hay là cần phải hướng dẫn cho trẻ có một cái thói quen phát triển về trí tuệ. Dạ vâng ạ, và như vậy có thể nói rằng là các bậc cha mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển cho trẻ. Vậy thì xin thạc sĩ có thể giới thiệu sản phẩm nào giúp tăng cường chức năng não bộ hay phát triển trí tuệ mà các bậc phụ huynh của chúng ta có thể tin tưởng sử dụng cho trẻ không ạ? Thứ nhất là cái việc cải thiện về sức khỏe não bộ hay là đảm bảo chất dinh dưỡng để làm sao cho não bộ phát triển trong giai đoạn đầu đời của con, hoặc là trong những giai đoạn mình phát hiện ra trẻ có chậm phát triển về trí tuệ thì rất là quan trọng. Và trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm đáp ứng trong việc phát triển trí tuệ, ví dụ như là những cái thực phẩm bổ sung DHA, lysine hay là taurin, các thực phẩm dầu omega, acid folic. Và các bậc phụ huynh thì cũng cần tham khảo các cái dòng sản phẩm làm sao mà để đáp ứng phù hợp với từng cá thể của trẻ. Trên thị trường thì có sản phẩm Brain Up, sản phẩm này đã được kết hợp từ những thành phần ví dụ như là tảo, bột tảo, DHA, canxi, gluconat, hay là bột quả óc chó, hay là collagen thủy phân, chiết xuất nấm men, hay là sữa non, hay là taurin, lysin và các vitamin thiết yếu như là B1, B6, K2, D3. Trong thành phần của sản phẩm Brain Up thì có thành phần DHA giúp cho quá trình phát triển hoàn hảo của não bộ của trẻ và tận nâng cái chỉ số IQ của trẻ. DHA chiếm tỷ lệ phần lớn trong chất xám của trẻ, đây là cái chất mà tạo sự thông minh cho trẻ và tạo ra độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp mà dẫn truyền thần kinh xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì trong tảo spirulina như là còn có các chất như là beta carotene, vitamin E, acid linoleic hay là những cái chất như là canxi, sắt, kẽm, thì đây là những chất mà làm cho cơ thể hấp thụ nhanh, loại bỏ được các gốc tự do qua quá trình chống oxy hóa và làm chậm sự lão hóa của tế bào, và có phần góp phần làm cải thiện tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng của trẻ. Chiết xuất từ nấm men thì có những cái vi khuẩn có lợi cho hệ thống tiêu hóa non nớt của trẻ và làm cho giúp cho cái việc là hấp thụ trong đường ruột của trẻ với các chất dinh dưỡng mà mình đáp ứng vào cho trẻ được tối ưu hơn. Và các cái chất acid amin hay là khoáng chất giúp cải thiện các trường hợp như là trẻ biếng ăn hay là ngăn ngừa các tình trạng suy dinh dưỡng, suy nhược còi xương của trẻ. Sản phẩm có chú trọng vào việc cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu và giúp cải thiện tình trạng trong tế bào não trẻ được tốt hơn, thông minh hơn và làm gia tăng trí nhớ, phát triển nhanh về nhận thức cho trẻ và tăng cái độ tập trung cho trẻ và bổ sung canxi, sắt, kẽm để làm tăng sức đề kháng cho trẻ tốt hơn so với khi mình không sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ với những thông tin hết sức hữu ích vừa rồi. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các buổi gặp gỡ chuyên gia lần sau.